Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những giọt nước mắt lăn xuống trước giờ tử hình của mỗi tù tù có lẽ là những giọt nước mắt đáng thương nhất, bởi đó là sự ân hận, sự tiếc nuối, sự sợ hãi. Giá như họ không sai lầm thì có lẽ đã không phải rơi vào cơn bi kịch của cuộc đời. Thiếu úy Nguyễn Văn Tới, cán bộ quản giáo trại giam công an tỉnh Kon Tum tâm sự. Làm công tác quản giáo các buồng tử tù phải chịu rất nhiều áp lực, nhất là diễn biến tâm lý của phạm nhân thay đổi liên tục và luôn có nhiều bất thường. Vì vậy, làm quản giáo không chỉ quản lý phạm nhân sao cho an toàn, mà còn phải nắm bắt được tâm lý phạm nhân, lường trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra do phạm nhân bột phát. Những ngày mới nhập buồng giam đặc biệt, hầu hết các tử tù đều có chung tâm lý hoảng loạn, sợ hãi và đánh mất niềm tin cuộc sống. Tuy ngoài xã hội, những kẻ gây án tàn bạo mất nhân tính, nhưng khi nhận án tử hình, về phòng biệt giam chờ ngày thi hành án, các phạm nhân lại sợ hãi đến hoảng loạn tâm thần. Không chỉ gào thét, khóc lóc mà còn đập phá. Những lúc đó chỉ có quản giáo là người duy nhất gần gũi tâm sự và chia sẻ với các tử tù. Kể về câu chuyện của Lê Phước Hậu 23 tuổi, Đắc Tô, Kon Tum, gây án giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản, đã lĩnh án tử hình. Quản giáo bảo, ngay vào trại, Hậu cùng Quẫn điên loạn, thường xuyên vi phạm nội quy, thậm chí là chửi bới tất cả mọi người xung quanh. Nhưng lúc ấy, thiếu úy Tới lại cả đêm vào động viên, chia sẻ với tử tù, khuyên răn đủ điều cho phạm nhân dần thức tỉnh. Mỗi lần được cán bộ động viên, tử tù này lại khóc nức nở, nói thương bố mẹ. Còn tử tù Nguyễn Xuân Diệu ở Ngọc Hồi, Kon Tum, phạm tội giết người cướp tài sản của chính dì ruột, người đã từng cưu mang, nuôi nấng, xây dựng gia đình cho mình. Từ việc ham bài bạc dẫn đến túng quẫn, đã mất hết nhân tính. Khi bị tuyên án tử, Diệu quỵ ngay trước sân tòa. Về trại giam, Diệu luôn khóc than. Nhớ đứa con nhỏ 3 tuổi, hầu như đêm nào tử tù này cũng thức, trằn trọc bị ám ảnh nặng về hành vi tàn bạo gây ra cho dì. Nhiều lần Diệu tâm sự với quản giáo xin được chết sớm để khỏi dằn vặt lương tâm. Trường hợp của tử tù Nguyễn Mạnh Dương 35 tuổi ở thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi, lãnh án tử về tội giết người mà nạn nhân tội nghiệp chính là mẹ đẻ. Cũng chính vì tội ác không thể tha thứ của tử tù nên hầu như người thân xa lánh, không ai thăm nuôi. Nhưng lúc đấy cán bộ quản giáo lại phải động viên, đồng thời chịu khó lắng nghe tâm tư khi phạm nhân chia sẻ. Dù biết rằng hành vi phạm tội của các phạm nhân không thể tha thứ, nhưng đứng trước nỗi đau, sợ hãi của những tử tù, những quản giáo vẫn gần gũi động viên họ trong những ngày cuối đời. Những tử tù thường là những người không còn gì để mất, bởi vậy cũng chẳng biết sợ là gì. Có những tử tù quậy phá không từ một thủ đoạn nào, không kể giờ giấc, ngày đêm, nhưng cán bộ quản giáo phải dùng nhân tâm để cảm hóa. Bằng chính cái tâm, cái tầm của mình, người quản giáo mới cảm hóa được những tử tù để cho những ngày cuối cùng của cuộc đời tử tù nhận biết được chút yêu thương, tình người mà những người quản giáo đã dành cho họ. Tại phiên tòa xét xử đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia tại thành phố Vinh, Nghệ An, chị T, người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan, ưa nhìn, thẫn thờ ôm mặt khóc, chị chia sẻ: chồng em là tử tù, đến bây giờ các con vẫn chưa biết bố sẽ không trở về. Nhớ bố, cháu thường xuyên viết thư để gửi bố. Chị cầm những bức thư của con trai 8 tuổi được xếp gọn lại đưa cho chúng tôi đọc. Nội dung bức thư thấm đẫm tình cảm nhớ thương. Gửi bố yêu, đã lâu lắm rồi bố chưa về thăm anh em con. Dạo này bố có khỏe không? Bố có pha mì tôm ăn đêm như trước không? Mì tôm của bố pha cho con ăn là ngon nhất, bố ạ. Bố ơi, bao giờ bố về? Em bống đã biết ăn cháo rồi bố ạ. Hôm trước còn bị ho, phải vào viện, rồi em bị bỏng nữa. Nhưng giờ thì em khỏe rồi bố ạ. Tháng trước sinh nhật con. Tháng này sinh nhật em bống tròn 1 tuổi. Hai anh em tổ chức chung. Mẹ nói hôm nào bố về sẽ đưa quà sinh nhật cho cả hai anh em. Gửi bố của con. Bố ơi, bố đọc thư của con gửi không? Sao bố vẫn chưa về? Con nhớ bố lắm. Bố đi làm có vất vả lắm không? Bố không cần gửi tiền về đâu bố nhé. Nếu gửi thì bố chỉ cần gửi ít thôi để mẹ mua sữa cho em bống. Nhưng bố không cần phải gửi hết tiền về đâu. Bố để lại mà dùng.
Hôm qua mẹ mua bưởi về ăn ngon lắm bố ạ. Còn chia cho cả em ăn nữa. Bố nhớ ăn uống cho đầy đủ, nhỡ ốm không có ai chăm đâu bố ạ. Con nhớ bố lắm. Có lần con nhớ bố quá, con khóc. Nhưng con không cho mẹ biết, con sợ mẹ buồn. Khi nào bố mới về? Bố về bố nhớ mua đồ chơi cho con và em Bống nhé. Con yêu bố nhất trên đời. À, vừa rồi con thi được toàn điểm 10 bố ạ. Thư chưa dài, nhưng con dừng bút đây bố ạ. Mong thư của bố, con trai của bố. Chị T là vợ của tử tù có án ma túy xuyên quốc gia. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, tháng 8 năm 2020, năm bị cáo đã thực hiện 2 phi vụ mua bán, tổng cộng 7,8 kg ma túy từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu của Nghệ An, rồi mang đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Với số ma túy tham gia mua bán đặc biệt lớn, cả 5 bị cáo đều phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật là tử hình. Chị T chia sẻ câu chuyện buồn của mình. Tội nghiệp thằng bé, nó nhớ bố nhiều, thèm được nằm trong vòng tay thân yêu của bố. Thế nhưng điều đó quá xa vời đối với cháu. Nỗi nhớ thương bố được con gửi gắm tất cả vào trong thư. Gia đình tôi từng có một cuộc sống yên bình, mái ấm hạnh phúc. Bỗng nhiên tang thương ập đến. Kể từ thời điểm chồng bị bắt đến khi xử án là hơn một năm trời. Tôi cũng muốn đưa các con đi để bố con được gặp nhau. Nhưng một phần vì đường xa, một phần sợ con ám ảnh cả đời về hình ảnh bố bị còng, áp giải đến tòa, nên tôi lại thôi. Cháu vẫn tưởng bố đi làm xa, chị bật khóc. Chị T cho biết, thời điểm chồng bị bắt, chị T đang mang thai đứa bé thứ hai. Chị vượt cạn mà không có chồng bên cạnh. Dù bố mẹ hai bên động viên, giúp đỡ nhiều, nhưng không làm sao bù nổi những hụt hẫng, đau đớn trong lòng. Sinh con đầu lòng, chị còn được chồng đỡ đần chăm con. Từ khi chồng bị bắt, một mình chị cáng đáng hai đứa nhỏ, mất trụ cột kinh tế, thiếu thốn chăm bề, rồi áp lực từ dư luận. Còn cậu con trai đầy năm 8 tuổi, sống tình cảm và rất quấn bố. Suốt thời gian dài không thấy bố về, thằng bé nhiều lần hỏi mẹ. Mỗi lần con hỏi, chị phải nuốt nước mắt vào trong, nói dối con rằng bố đi kiếm tiền ở xa, con ngoan và học thật giỏi, chờ bố về. Chị không muốn đưa con đến tòa hay đến trại giam thăm chồng vì muốn các con lưu giữ những ký ức đẹp về bố. Thằng bé ngoan lắm, phụ mẹ trông em, cháu rất chăm chỉ học hành để bố vui. Không thấy bố về, cũng không thấy bố gọi điện thoại như trước kia. Cháu nói con sẽ viết thư gửi bố, đọc thư con viết mà em chỉ biết khóc. Chị T chia sẻ, nhiều đêm chăm con ốm, nước mắt tuôn rơi, thương mình, thương con, chưa được bố ẵm một lần. Có lúc chị T đã nghĩ đến phương án mẹ con cùng đi theo chồng để đoàn tụ với nhau dưới thác vàng. Nghĩ thương con, có tội với con, chị lại gắng gượng vượt qua. Làm lụng, nuôi con nên người, chị ước sẽ có phép màu quay lại thời gian để chồng chị làm lại cuộc đời, không lầm đường lạc lối. Dù nhà có nghèo, nhưng gia đình đoàn tụ, con có bố yêu thương. Nhưng điều đó thật khó. Câu hỏi trong bức thư của con trai của người tử tù liệu có làm thức tỉnh cho biết bao người đang cố tình dấn thân vào con đường tội lỗi này. Phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm Thò Bá Tồng, sinh năm 1998, trú xã biên giới Chi Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, thi thoảng phải dừng lại để đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An và các thành viên hội đồng xét xử giải thích cho bị cáo hiểu một số thuật ngữ. Tồng chưa từng đi học, một chữ bẻ đôi cũng không biết, mọi giao tiếp đều gói gọn trong cộng đồng người Mông của mình. Hành vi phạm tội của Tồng được thể hiện trong cáo trạng như sau. Vào năm 2019, trong một lần sang tỉnh Hủa Phăn, Lào mua trâu bò, Thò Bá Tồng có quen người đàn ông tên Mùa Bá Mùa. Sau khi về nước, hai bên vẫn thường liên lạc với nhau. Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Mùa gọi điện thuê Tồng đưa ma túy giao cho khách là người Việt Nam rồi lấy tiền về. Tồng đồng ý nên đi lên khu vực đồi núi gặp Mùa để nhận một bánh heroin và 90 gói ma túy với tổng khối lượng hơn 2,1 kg. Tồng được Mùa hứa sẽ trả công 2 triệu đồng. Nửa đêm ban sáng ngày 19 tháng 6, Tồng nhận được điện thoại của Mùa chỉ đạo đi giao ma túy cho khách. Tồng thức dậy, cầm ma túy đi giao cho khách thì bị công an bắt giữ người cùng tang vật. Tại phiên tòa, Tồng trình bày không được đi học, không biết chữ, là người dân tộc thiểu số nên nhận thức pháp luật hạn chế. Bị cáo trình bày chỉ suy nghĩ đơn giản có người thuê, trả công thì làm, chứ không biết hành vi đó là vi phạm pháp luật.
vị chủ tọa giải thích cho Tùng hiểu hành vi của bị cáo là phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý rất nghiêm khắc nếu vi phạm. Với số lượng ma túy lớn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thỏ Bá Tổng tử hình. Bị cáo không tranh luận gì về tội danh cũng như mức hình phạt. Vị luật sư bào chữa chỉ định cho Thỏ Bá Tổng đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để tuyên mức án dưới mức đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Được nói lời sau cùng, Thỏ Bá Tổng chỉ nói ngắn gọn, bị cáo không có gì để nói. Vị hội thẩm nhân dân hỏi lại, bị cáo có hiểu tử hình nghĩa là gì không? Thì Tổng lắc đầu trả lời không biết. Khi được giải thích rõ, bị cáo Tổng tỏ ra sự luống cuống, lý nhí xin tòa xem xét cho mức án nhẹ nhất cho mình. Trong quá trình tòa nghị án, khi được hỏi về vợ con, gia đình Tổng bỗng rơi nước mắt. Gã kể khổ về cuộc sống khó khăn miền sơn cước. Tổng cũng lo lắng cho người vợ trẻ hiện đang nuôi hai đứa con thơ ở quê nhà. Tổng cho hay, từ hồi bị bắt, chưa từng gặp lại vợ con lần nào. Mùa đông lạnh nhưng bị cáo cũng chưa nhận được tấm áo ấm do người thân gửi xuống bởi dịch bệnh phức tạp. Trong nỗi lo sợ, Tổng nhắn nhủ với người viết, nếu được, chị nhắn giúp vợ em xuống thăm em, đưa cả hai con xuống thăm em một lần thôi cũng được. Rồi gã khóc, hai bàn tay ôm lấy mặt, đôi vai rung lên. Với khối lượng ma túy lớn, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thỏ Bá Tổng tử hình. Đối với Mùa Bá Mùa, cơ quan điều tra đã ban hành công văn ủy thác tư pháp cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hồ Phan, Lào. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được trả lời ủy thác nên cơ quan điều tra sẽ xử lý sau. Lĩnh bản án cao nhất, đôi mắt Tổng đỏ hoe, Tổng bước chân nặng nề rời tòa khi những cơn gió lạnh cứ thốc vào người. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.